Câu 17, cho hàm số fx có đạo hàm fx bằng x chân x trừ 1 nhân x cộng 2 tất cả mũ 3 với mọi x thuộc R. Số điểm cực trị của hàm số thì cực trị của hàm số thì có hai loại. Thứ nhất đó là cực đại, thứ hai đó là cực tiểu. Thì ở đây người ta cho f phải x, thì các bạn phải nhớ f phải x là liên quan tới dấu của nó, dấu cộng hay dấu trừ. Dấu cộng hàm ý đó là hàm tăng, đồng biến. Dấu trừ hàm ý nó là nghịch biến. Được chưa? Vậy để muốn đạt cực đại, ta phải có tăng rồi giảm, hay nói cách khác đó là cộng trừ. Đạo hàm phải có là cộng trừ. Muốn có cực tiểu thì phải có giảm, có tăng, thì phải có trừ, có cộng. Được chưa? Thì giá trị ở đây, giá trị ở vị trí này gọi là cực đại hoặc là cực tiểu. Vậy nói cách khác, để tìm cực trị thì ta phải có sự thay đổi tăng giảm hoặc là giảm tăng. Ok chưa? Vậy bước đầu tiên ta phải tính f phải x bằng 0, tương đương x nhân x trừ 1 nhân x cộng 2 tất cả mũ 3 bằng 0. Thì đây là phép nhân nên từng thằng nó phải bằng 0. Được chưa? Và mình giải ra thì mình sẽ có x bằng 0, x bằng 1 và x bằng trừ 2. Được chưa? Thì ở đây các bạn dùng bảng xét dấu ở chương trình lớp 10, hoặc là các bạn có thể làm nâng cấp hơn, đó là x nè, f phẩy x nè, trừ vô cùng nè, cộng vô cùng nè, và sắp xếp nghiệm là -2, 0, 1. Đây 0, 0, 0. Rồi các bạn muốn biết từ trừ vô cùng đến 2 là dấu cộng hay dấu trừ thì các bạn có thể dùng máy tính nha các bạn, dùng máy tính đó, để xác định âm dương đó. Các bạn xác định âm dương, từ trừ vô cùng đến 2 ta lấy trừ 3 và thế vào cái fx đó, nói vậy đi đó, ta chọn x bằng -3, được chưa? Vậy x bằng -3 thì f phải x -3 bằng bao nhiêu thì các bạn thế vào và bấm máy tính, mình sẽ ra là -3 × -3 + 1 × -3 + 2 tất cả mũ 3. Đây ra số âm, 3 dấu trừ thì thành dấu trừ. Tiếp tục từ -2 đến 0 ta có thể chọn đó là số -1. Tiếp tục ta chọn đây là 3 trừ 3 các bạn, bằng -1 thì f phải -1 bằng bao nhiêu, thế vào -1 nha các bạn. Ở đây mình dấu trừ nha, ở đây mình bị sai dấu nha, dấu trừ nha. Đây -1 cộng 2 tất cả mũ 3. Đây trừ, đây cộng, vậy ra cộng, vậy đây dấu cộng. Tiếp tục như vậy ta sẽ xác định được dấu của những thằng này. Được chưa? Rồi muốn tìm cực trị thì ta thấy rằng trừ rồi cộng, đây là cực trị. Được chưa? Còn muốn biết cực đại hay cực tiểu thì giảm tăng, thì đây là cực tiểu. Ok chưa? Rồi các bạn hãy xác định xem coi có bao nhiêu cực trị nha các bạn.